Các bạn thân mến, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cùng quý vị và các bạn chương trình Thơ và Đời số 8. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cùng các bạn bài thơ Túi Thơ Hồng của tác giả Nguyễn Thị Thúy và lời bình bài thơ Túi Thơ Hồng của tác giả Phạm Duy Trinh. Trước tiên, chúng tôi xin sơ lược giới thiệu về tác giả Nguyễn Thị Thúy. Tác giả Nguyễn Thị Thúy sinh năm 1944 tại tổ dân phố Minh Phở, thị trấn Nham Biển, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Với một tâm hồn luôn có những suy tư về cuộc sống nhân tình thế thái, với tư cách làm người về đạo lý nhân phẩm đã đưa chị vào thế giới tư duy để có những phút giây giải bày tâm sự hay chia sẻ nỗi lòng với ai đó, thì chị đã lấy thơ ra để bày tỏ những bài thơ của chị thật dung dị đời thường mà rất sâu sắc, triết lý nhân văn, có hàm ý sâu xa về cuộc sống mà con người trong chị đã trải qua. Chứng kiến, phải chăng đây là một kênh thông tin đáng tin cậy được thổ lộ trong những góc khuất của cuộc sống đời thường? Có nhiều bài thơ được làm từ rất lâu rồi, chị vẫn cất đi, vẫn lưu giữ. Được trên trăn trở mà cầm bút ghi lại một tập bản thảo viết tay, nhiều bài, nhiều cảnh, nhiều tâm trạng khác nhau. Chúng tôi đọc thơ chị qua những bài ở từng thời gian khác nhau trên dòng đời của chị thì cảm thấy những lời thơ sao mà gần gũi thế. Nó vẫn còn nhiều ẩn dụ trong thơ như đã chưa giải bày cùng ai. Những kỷ niệm tưởng như đơn giản thôi mà rất lưu luyến nghĩa tình, như bài thơ Túi Thơ Hồng đăng trong tập 2 Nham Biển Hương Đất Tình Người của nhà xuất bản Hội Nhà Văn quý 3 năm 2014. Sau đây, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cùng quý vị và các bạn bài Túi Thơ Hồng. Túi Thơ Hồng, em biết là anh quý mùa này, mùa xuân nhẹ nhẹ lất phất bay, hoa đào đón nắng đang cười nụ, muốn mới cành mai hẹn một ngày. Em biết quê mình thật hiếm mai, riêng nhà anh có thế mới tài, tặng anh một nhánh chào xuân nhé, để chép vào thơ một sớm mai. Nghe nói là anh đón xuân này cùng mừng sinh nhật của anh đây, em đem xuân đến chào anh đó, tặng cả cho anh bài thơ này. Em chẳng có gì để tặng anh, nhờ cánh hoa xuân tỏ lòng thành, mai thì chẳng có hoa đào vậy, với túi thơ hồng tặng anh chơi. Và sau đây là lời bình bài thơ Túi Thơ Hồng của tác giả Phạm Duy Trinh. Túi Thơ Hồng là một bài thơ hay, thể thơ đường luật với bốn cụm từ trong tâm trạng khác nhau mà sự gắn kết có sức hút kỳ lạ. Một mùa xuân đến, sao lưu luyến thế? Mùa xuân của đất trời và mùa xuân của lòng người cũng đã hòa quyện vào cùng nhau. Một tuổi xuân của cuộc đời đang tràn đầy sinh khí. Những ý ẩn dụ của tiếng lòng cũng e thẹn làm sao, thổ lộ như thế nào? Thì đây ý thơ, tác giả mượn nó để bày tỏ, để giải bày tâm sự cùng người tri kỷ, để lòng mình
được giải bày cùng anh đó. Mùa xuân của đất trời mà tác giả miêu tả ở đây có sắc thái riêng của hai miền Nam Bắc. Cứ mỗi độ xuân về thì đào miền Bắc, mai miền Nam là loại hoa biểu tượng của mùa xuân, đón xuân và đón những cành hoa tươi thì càng tô lên cảnh đẹp diệu kỳ của mùa xuân nhân loại đang hiện hữu trên đất trời quê hương. Hoa đào đón nắng đang cười nụ, muốn với cành mai hẹn một ngày. Một nhành mai ở xứ Bắc thì lúc ấy thật hiếm hoi, vì rằng đất Bắc đã trải qua một mùa đông nghiệt ngã với cái rét thấu da. Sự thích hợp của hoa mai là hiếm hoi thật, hiếm mà đem tặng cho em thì quả là diễm phúc. Cái hiếm hoi ấy chỉ có mình em được hưởng mùa xuân càng có ý nghĩa. Chào mùa xuân đến, tặng em một nhánh mai vàng, đó là cả một tấm lòng của chàng trai trẻ đang dạo dực cùng xuân. Tặng em một nhánh chào xuân nhé, để chép vào thơ một sớm mai. Tiếng lòng mà biết nói ra thế nào được đây, thì nhờ vần thơ mà bày tỏ. Chỉ có thơ mới dám nói thay lời. Tiếng thơ ở đây được tác giả nâng lên độ cao từ cảm xúc tình yêu để chép lời thơ. Có thể chỉ có mấy dòng ngắn ngủi ấy mà độc lộ được hết tâm trạng thầm kín của cuộc đời. Nghe nói là anh đón xuân này cùng mừng sinh nhật của anh đây. Em đem xuân đến chào anh đó, tặng cả cho anh bài thơ hay. Anh tặng em nhánh mai hiếm hoi ấy, thì đây em mang đến tặng anh cả một mùa xuân cùng bài thơ hay để mừng sinh nhật cho anh. Ngày sinh nhật anh trùng cùng mùa xuân ân ái, cái diễm phúc quả thật là trùng hợp ngẫu nhiên đây. Lòng người cùng khí trời hòa quyện vào nhau để minh chứng cho mối tình đôi trai gái đang phơi phới tuổi xuân. Em chẳng có gì để tặng anh, nhờ cành hoa xuân tỏ lòng thành. Mai thì chẳng có hoa đào vậy, vui với túi thơ tặng anh chơi. Một cánh hoa xuân, một túi thơ hay đã là một điều chi kỷ. Những nhà hiền triết ngày xưa vẫn ví bầu rượu với túi thơ là đôi bạn song hành để bổ sung cho nhau những điều tâm đắc nhất, rồi cùng sánh bước trên phương trời đầy huyền thoại nào đó. Thì đây, con người, người con gái hừng hực xuân xanh đã mang cả tấm lòng thành của mình cùng cánh hoa đào và túi thơ ân ái này, mang tặng người mình yêu để tặng anh chơi, để mỗi khi anh có mang hoa ra ngắm, đem thơ ra đọc thì hãy nhớ tới em, như thể là tình em đã quẹn vào ý thơ rồi đó. Chắc rằng nó sẽ là luồng sinh khí hiếm hoi lan tỏa trong anh để cho anh cảm nhận được lòng em. Vừa rồi là lời bình bài thơ Túi Thơ Hồng của tác giả Nguyễn Thị Thúy. Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin trình bày bài thơ Vắng Em của tác giả Phạm Duy Trinh do tác giả diễn giả. Một ngày để nhớ để thương, cho vào kỷ niệm vấn vương tơ lòng. Lâng lâng rồi nhớ rồi mong, ban chiều lặng gió in vòng tay em.
quàng vào giấc mộng đan xen, để tim thổn thức bên rèm đung đưa. Dáng chiều ghi nhận tình xưa, đem vào nỗi nhớ như vừa đây thôi. Hương hoa nào sánh đôi môi, quẹn trong mơ tưởng thay lời nặng sâu. Tìm vào hơi thở tình đầu, thăm em yên lặng còn đâu mơ màng. Cứ mong mãi thế xuân sang, để em hưởng trọn một trang tình đầu. Say rồi ai nỡ chia đôi, đất trời cũng lặng nhận lời ái ân. Chia tay nhẹ những bước chân, hẹn ngày gặp lại, lại gần nhau hơn. Tiếp theo là bài thơ Thân Em, đăng trong tập thơ Ngan Ngát Hương Đời của nhà xuất bản Hội Nhà Văn, ấn hành năm 2014. Tác giả xin trình bày bài Thân Em. Vô tình buổi gặp đầu tiên, chuyện thường xuôi ngược, bước trên đường đời, hồng nhan bạc phận một thời, tuổi xuân dàn trải bao nơi chẳng tròn, tóc xanh đời vẫn còn son, người tình chợt đến lại tan bọt bèo. Tưởng như xuân hết ai theo, lỡ mình mà bước lòng gieo rắc lòng. Sinh con dù được vuông tròn, hai vai gánh nặng đâu còn mộng mơ. Đã tâm nguyện với con thơ, nuôi cho khôn lớn đến bờ vinh quang. Tình duyên lại đến ngỡ ngàng, đành lao vào cuộc dở dang một thời. Cùng chồng nuôi dưỡng con người, lo cho ăn học để đời gian truân. Bao năm sóng gió hiến thân, trời cao độ lượng đời dần giảm ra. Chung riêng số phận đào hoa, gái này gánh vác bên cha bên mình. Con chung hạnh phúc duyên tình, một ngôi nhà nhỏ đẹp xinh duyên đời. Tiền duyên nặng lắm ai ơi, hậu duyên sáng lại bỏ thời tuổi xuân. Cho đời hưởng sắc đôi lần, hưởng đi kẻo để mai dần tặng phai. Bài thơ tôi viết tặng em mà khi cô kể về cuộc đời của mình. Tiếp theo là bài Gặp Em. Bài Gặp Em cũng trong ấn phẩm Ngan Ngát Hương Đời của Hội Nhà Văn Việt Nam, ấn hành năm 2014. Tác giả xin trình bày bài Gặp Em. Chiều đông gió lặng bên nhà, dáng em bước nhẹ hòa vào giấc mơ. Say trong mộng tưởng không ngờ, gửi trao môi thắm bên bờ trăng non. Tưởng như duyên mới còn son, đắm trong giấc mộng đâu còn thèm e. Nép sau bức tấm mành the, dáng em quẹn chặt hơi nghe thở đều. Trái tim thổn thức đáng yêu, nhịp dồn dột đập dáng chiều lạc im. Lần trong hơi thở con tim, bàn tay ấm nóng vẫn tìm trong mơ. Đây rồi nhòa lệ ngây thơ, thẳm sâu sâu thẳm bao giờ mới nguôi. Đất trời rung động cùng người, dáng em lặng lẽ như thời mới yêu. Không gian cũng phải nuông chiều,
để đôi bạn ấy thêm nhiều mộng mơ. Tình đầu thắm đến bao giờ, lúc mơ lúc tỉnh vẫn chờ người thương. Mỗi người đi mỗi đoạn đường, để say đắm mãi lòng vương vấn lòng. Dù say hay tỉnh vẫn mong những lần gặp lại, lại trong mơ màng. Tác giả xin trình bày bài Tình đâu có muộn trong chuỗi thơ tình của tác giả, đăng trong tập thơ Ngan ngát hương đời của Hội Nhà văn ấn hành năm 2014. Tác giả xin trình bày Tình đâu có muộn. Cuộc đời là chặng đường hoa, xuân đầu vẫn trải rộng ra với mình. Tháng năm số phận duyên tình, vẫn chờ duyên đến với mình đó thôi. Tình đầu duyên thắm làn môi, trao nhau kỷ niệm để rồi nhớ thương. Mỗi người đi mỗi đoạn đường, để tình ở lại lòng vương vấn tình. Thế rồi duyên lại chờ mong, tình đâu chợt đến cho lòng đắm say. Duyên duyên phận phận xưa nay, để người mắc phải cũng hay mỗi lòng. Dù rằng trong đục vẫn mong, tình đâu tính tuổi cho lòng nhớ nhau. Ai kêu duyên phận đi sau, để tình nặng lắm còn nhiều lần sau. Tình đâu có muộn, xuân càng trẻ lâu. Phải đâu đã bước sang cầu, mà duyên phải trói buộc sâu với đời. Để lòng hòa quyện đôi nơi, đường hoa đẹp lắm rạng ngời sắc xuân. Bài thơ được viết tháng 1 năm 2012. Chương trình Thơ và Đời số 8 hôm nay chúng tôi tạm dừng ở đây. Xin kính chào quý vị và các bạn.